Đã ơi. Đã hơi vô dính rồi bà, dính rồi nha. Ồ, 3 con luôn rồi. 2 con. Má ơi, cá này bị rơi à. Trời ơi. Trời ơi. Má, cá bự rơi đi quá. Rồi được rồi ông nội ơi. Hello, xin chào mọi người nha. Đã quay trở lại với kênh Cậu Mười Miền Tây. Thì hôm nay thì mấy anh em làm hồ các bạn xây cái bờ kè này nè. Đó. Xây dòng cái bờ kè này hết trơn luôn nha bạn. Cho chú Bảy nha. Thì ổng có đãi mấy anh em mình món cá cha nha các bạn. Đó. Ông đang gãi thức ăn xuống nha, cho cá nó lại ăn. Đây là anh Phết nha các bạn. Anh Phết anh sẽ chài nha. Chài cái đầu thất bại nha các bạn ơi. Giờ tiếp tục chài nó nha các bạn. Cái đầu bị thất bại rồi. Đợi cái tim tôi giải chơi. Đây là anh Phết anh sẽ chài thứ hai nha các bạn. Thứ hai hy vọng sẽ dính nha. Đó. Đó, nó bị dài qua đó. Sao giải được? Bạn sẽ xem nha. Qua góc bển ba hết. Thì góc bên đó ngớp nhiều luôn. Nó ngớp bị dài qua. Nó. Sâu cái mẹ nè. Các bạn sẽ chờ đợi nha, anh Phết anh sẽ chài nha bạn. Cá ngớp ngoài kia không à. Cá này khôn quá mà. Anh Phết càng vô đó anh Phết. Vô đó anh Phết. Đó. Tao mày chém nè. Chơi luôn nè. Kéo luôn đi. Qua góc đó kìa, chằn góc đó kìa, ngấp hoài luôn kìa. Qua bển nó ngấp đây. Lục má nó. Quất đi. Quất cái nữa đi. Kìa ngấp lại ngấp rồi. Đây. Đi bọc bển nè, đi, bọc bển đi. Ở góc đó kìa. Đó còn quá trời cá ngớp luôn mà. Đó. Tém được rồi đó. Chẳng góc kìa.
luôn. Ừ, bước đi. Chạy, chạy nhỏ xíu quá trời. Giải cái lồ. Nhân hổ. Tụi không kéo nè. À mày kéo. Chơi luôn. Đủ má, lội kéo à. Quay, quay cái điện thoại không? Giờ chài không có các bạn ơi, giờ kéo luôn nha. Quay con thợ xong ra. Quất. Đây. Giờ chài không có các bạn, chài nó không. Má, sâu mày. Không được rồi. Không được, sâu lắm. Dính đó mày ơi. Dính không? Dính đó rồi. Thiệt không? Thiệt không? Thiệt. Dính nè bạn ơi. Ôi ơi. Cá không lồ luôn. Trời ơi, cá kìa, hết hồn, cá bự luôn bạn ơi. Quá trời, cá bự rồi. Gì mà dính. Cái chài kia nhỏ các bạn ơi, mà chài dính được con rồi nha. Giờ thì sẽ tiếp tục nữa. À, chú Bảy không đưa thêm cái cây chài này bự ký hơn mà lớn hơn nè. Không gì mà dính được con bộ. Dính. Nhờ hai thằng phóng vô con cá giật mình đâm vô. Anh đứng kéo. Ngoài đâm vô không? Anh đứng kéo chứ. Kéo thì sao kéo được lúc đầu luôn á. Giỏi cái gì ổng cũng giỏi chứ không nổi đó. Cái hũ mày mà. Xong. Xong chưa? À coi ông nhường trời này nha. Thôi một chút. À. Ông đạp không nhường lên cho lọt dưới luôn nè. Nha. Giờ tới ông nhường các bạn, nhường xa nha. À dễ hay nè. Hay, đúng á. Tôi cho chạy tôi giải chuyên nghiệp tôi nhìn nó chạy tôi biết rồi. Chạy nó ơi. Chạy chồng chim chạy chở tức lụng á. Chạy này nó quá nhỏ. Đúng á, giải chuyên nghiệp không biết. Chạy xíu. Có đâm không? Có đâm không? Rồi nắm thế ơi. Què đâm dính gì đâm. Con cá này khôn. Rồi không dính hả bạn ơi. Dính hả? Đây. Gần đây nè em ơi. Cái gì chứ nó sâu lắm. Nằm sâu ốc nó. Không có nha các bạn. Lại tiếp tục lệnh hết nữa nha. Lội ngoài, lội ngoài. Có đâm không? Thằng nhìn kéo rồi. Có nhúng nhích chạy không? Không, tao kéo. Kéo sao được? Nếu kéo ngào đó. Dính không? Dính. Điểm không? Bỏ nó thôi. Rồi bắt đầu hai anh em kéo luôn nha bạn. Bỏ thợ quay lên. Dính không? Lâu 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 lên cái hai. Không dính. Để tao mà kéo đó là dính à. Lâu. Dính luôn mày ơi. Không. Đâu? Ồ dính 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 bạn ơi. Trời ơi, trời cá nè. Rồi được rồi. Hai con được rồi. Hai con được rồi. Được không Nhân ơi? Không kể. Đường con các bạn. Trời khó dễ lắm.
chừng cỡ 2 ký mấy 3 ký của ông chủ hầm. Ha. Trời ơi. Cái gì vậy, sâu ghê ta. Lúc đầu mình luôn á. Làm cái này nó nứt luôn. Dạ, giật không? Giật không? Trời. Cá hồi ô dính rồi bà, dính rồi nha. Ồ, ồ, 3 con luôn rồi. 2 con. Má ơi, cá này bị rơi à. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Má cá bự rơi đi má. Rồi được rồi ông nội ơi. Rồi được rồi các bạn. À, được rồi, cộng là 4 con nha. Ừ. 7 làm sẵn rồi nha các bạn. Làm sẵn ở trong nhà ông đem ra nè. Đây là gỏi nè. Nên hôm nay thì ông đãi cho những anh em làm chung nữa các bạn là món là lẩu mắm cá cha. Không có vô. Thì chú Bảy cũng làm đã xong rồi nè các bạn. Đó. Thì tới giờ cũng mấy anh em cũng nghỉ rồi. Thì chú Bảy cũng đẹp ra xong rồi đó các bạn. À, đây mình sẽ cho bạn xem. Cái ông anh ông ra múc ra nha bạn. Đây là ông Dảo, ở là ông Dảo các bạn. Cá nè nè nè. Chờ là cha thôi. Đưa lên chú chữ mày thêm. Trời trời chữ ông ấy không chứ đâu chữ tôi đâu. Kinh mẹ coi mày chữ mày thấy không? Không. Cú nội. Qua đã. Mắm mà cù nèo bông 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 thấy nó là đọc thì đúng bài không tên. Cao thì tao đào thì ăn đồ chua, nước vô bạn thêm ơi. Ê bạn. Nó nghe nè, bữa bữa cơm lượm tỏi đi. Ấm uống. Bữa cái nơi. Từ từ cho ăn cái đó. Nam Bắc Tây gì là để như cũ. Sẽ nhỏ gái là năm nay là 20 tuổi rồi. Dạ anh ơi, tụi không gớ, không dám gớ. Chết cũng ăn bình thường. Về nhà nằm giống chó, ý bữa đó không ăn hồn. Để qua. Ăn khám hồn. Trời ơi nó quá cồn. Ai đó mình quẩy đây. Qua ba bữa là điện ra. Ai đó muốn ngồi nghịch lắm. Muốn bành máy luôn đâu dám vô. Đợt nó sôi trong bệnh viện 105.2 là nó bị rét. Cái là lũng nước cay. Đi đi luôn. Ừ. Làm thì gọi là nhà cũng thuốc chứ về đây là nhậu biết mà nghỉ thuốc. Rồi, ok. Bởi vì thuốc kia người ta sôi đây chứ sôi. Cái bạn cái nhỏ này nó ăn kiểu trên gần nữa rồi. Bán được. Rồi rồi. Lý đó. Cũng không. Cũng rồi kìa. Chín nào? Chín nào? Không phải ơi. Cắt cho. Vô vô vô. Không được. Vô eo thầy. Thầy tơi. Nấu đi xong uống đi. Trứng gì vậy? Cái ly bển đưa ly về bển góp đi chứ một đống người. Có 4 ly luôn mà. chia khu đi mọi ơi. Kia mấy ông tận xử, nay tao tận xử nè. Chia khu đi. Cắt khu từ đây qua đây nè.
quất bắt cái này không nhớ thu đi rồi luôn không muốn ăn đi tao muốn ngược chai đấy thằng ai rốt mai sao mà xuống cần mấy thằng ăn nhậu được phần đầu tiên đủ mai phẩm. Sao mà xuống xiên mấy thằng ăn nhậu được khiêng vô chùa đi viện khiêng về trời á mẹ gì đánh chầu trời con trời cũng phật phải lên trả được không vậy trả để vô đây vậy để soi nữa nha thầy ơi đây. Dính là này chính rượu quá rồi xương ba xương chấm rượu quá này nè thấy không đảo đủ má rồi cái ra ngoài rồi này thì nhỏ nhóc trần không lo gót gót gì chả má cho mẹ vậy 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 đây đũa gạt ngang luôn cái đi bảy dòng trong quần giảo một cái đấy ha đủ má một cái vậy ăn liếm không tay mày tay ai tay mày chúng ta ai mày luôn giờ hai cái giờ miếng lại mày luôn tội cho rồi đó gan đừng ăn gan đó đại đại bên đây ăn đi vòng đây cái gan chậm chín lắm anh thôi không ăn thì quay đi cho ông vô ông ăn anh ba uống với anh bảy đi rồi đậu đậu chia đây cầm tự nhậu hả đậu chín mình chia rồi đây được nãy giờ dữ lắm rồi uống chưa vậy tôi cũng bao tử nè sợ gì biết anh bao tử người ta đau thì vậy tôi cũng lét luôn à lét viêm luôn lúc chưa bệnh không chưa chữa lúc bệnh rồi mới chữa nữa tao khai thành để gì nè cho chưa anh về xuất nhau rồi dẹp tiếp rồi mấy cái này rồi covid 19 tái xưa rồi cái thằng mày quay mà đăng lên đi bắt gắt liền cái đó không mà làm trong sở có thằng khùng khùng vui á này nè à anh khoa anh việc em chỉ bộ gấp để cho đây không quay thôi không biết cái đâu không biết gấp để vô cái chạy ông nội kia một bên nào có bên mà quậy một hồi mà không có ăn được luôn á để bên này nè bên này sống nè bên này lỗi nó chậm vô bình thường à bình thường làm cũng cứ lộn các bạn vô ăn cũng cứ lộn mình đâu quá đâu vô nữa nè bảy mà vui suốt đều đều luôn đúng không nó chín rồi gì nhăn nhăn nữa hả có chín không mà suốt đều đều luôn có này hả có nhăn nữa ừ, món ăn vợ ở đây ba nhăn gì ba thằng thanh nhân khổ hai thằng tên lộc ông nào uống với anh bảy vô ơi dạ, uống nhiều hết rồi tôi nghẹt nó chài cũng dính mấy con con cái này leo quá anh bảy cái ơi có cá bự rồi đó kêu nó quấn cái lưới chài nó quấn nó nhảy cái tụt tự nó hoài cá bự chứ bự trời cái nhậu bây giờ thì mấy anh em với mấy chú cháu với chú bảy các bạn đây là chú bảy nè à, chú bảy ông ngồi nè là chủ nhà nha thì nãy giờ nhậu cũng nói chung ăn uống cũng rất là ngon các bạn thì video mình đến đây mình cũng xin kết thúc nha thì các bạn xem thấy chú bảy tốt bụng và nhờ cái món là đậu mắm cá chà ngon thì các bạn để lại cho mình một like, một share và đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Rồi mình xin chân thành cảm ơn các bạn thật là nhiều luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Gì thế này làm cho bà hả? Thầy gặp chú bà. Ờ, đúng. Cùng món đúng không? Chú ông mà vô đây gặp chú bà. Điếm cứ mà nãy nó khờ. Tôm trụng lẩu.